Later. Hôm nay qua vệ sinh buồng đốt, vệ sinh kim phun với bơm xăng. Vậy thôi. Thôi vậy hôm nay vệ sinh giùm em level 1 đi. Level 1 làm gì anh? Quay vệ sinh kim phun nè, đầm biến oxy, đầm biến oxy, buri, đập gió. Ok. Con ra chân. Ok. Cái con này nó giữ cho đăng ti ổn định. À, rồi ok ok. Buri đủ gió không? Bây giờ gió. Đủ. Đủ dư gió. Đó, này vậy. Buri này là đẹp á. Canh vừa đủ gió luôn. Xè xờ quá. Anh giờ sao xử lý mấy thằng này nè anh? Mấy thằng dơ này xử lý sao? Rửa dầu. Dầu luôn á. Mua dầu đi ô rửa. Mấy cái này giờ nó ăn vô luôn đất đỏ nó ăn. Ăn rửa máy là anh rửa bằng dầu không á. Mới được á. Chứ rửa xà bông sao vậy? Mình mua dầu DO á, chứ mình đừng có trước tiên mình đừng có xịt nước. Mình lấy bằng chải những dầu DO nào mình chà. À. Chà mà chà một chỗ mà chà lâu á. Nhiều người hỏi vụ này lắm luôn á. Này đi chèm đi 50 hay 40 ta? Đi nhớ 40 ha. Đi con này đi 10 50 ngon hơn. Máy nó nóng rồi. Máy nó nóng rồi vậy đi 10 50 đi. Ok. Nay vệ sinh level 1 bên đây. Kim phun nè, buri nè. Rồi trời ơi tôi chạy mà bị té tới nỗi mà giờ vậy luôn nè. Mà tức cái gì nè anh, thà mình ngã mình té đi không tức. Mấy anh gửi giữ xe á nó làm cho mình vậy nè. Điên mình máu. Tự té thì mà mình không nói còn người ta làm vậy của mình á. Mỏi lắm. Để bữa nào rảnh rảnh á, tại anh em rảnh có buổi sáng à. Em vác nguyên chiếc này qua rửa từ đầu tới đít luôn, làm hết. Anh ơi, cái ben dầu sau của em á, em có xả hơi hay làm cái gì nó như nó đang cái cục CBS của nó như nó đang bị gì á. Em xả dầu dữ lắm luôn á mà nó vẫn bị kẹt. Không, mình xả không đúng cách á, nó không lấy hết gió nha. Có gì anh canh thử xíu, canh giùm em thử thôi được không? Ủa thấy có lực mà. Thấy có lực nhưng mà cảm giác như mà nó bị bó luôn á. Nó bó vô luôn á.
có bó vô à. Ok. Vừa vừa thắc mắc á, họ không biết á, cái cảm biến oxy nếu mà không vệ sinh thường xuyên bị gì anh? Nó vô nó đọc mới chính xác, với lại nó hư á. À nó hư. Lâu nó dơ quá nó hư á. À cái này rồi, cái này rất là dơ luôn phải không? Ghê. Ghê hồn. Này coi như là vệ sinh, tổng vệ sinh cho nó, chạy cho nó mượt xíu. À cái con heo dầu này nè, đó má. Thì ra không phải do cục CBS bữa nay phát hiện là do thằng này nè, nó không có hồi lại. Thằng này kẹt cứng ngắt vô luôn con heo dầu. Nè nó bị rổ này giờ thử đi. Đúng rồi nó bị rổ. Nó phải trơn như thằng này ở trên nè. Đúng rồi ở đây nó bị rổ nè, đúng rồi. Nó rổ quá, nó không có tịnh tiếng, lắc qua lắc lại được. Một con heo dầu lắc ra má. Dơ quá dơ. Chứ nó tăng sên giùm em luôn nha. Này quảng cáo cho bên Tấn Đạt lên. Mới làm mà cũng được nhiều người coi lắm nha anh. Cũng được tuần cũng sắp xỉ 1000 view á. Dạ em cũng làm bên quay phim á, cho nên cũng đầu tư mấy này luôn. Còn có hình như có con kia mát bài của hai rat mà đúng không? Đúng rồi. Mát bài hai rat. Nó chạy về lắm. Con đó tôn đồ lại luôn rồi. Tôn hết luôn. Ủa mà tại sao con đó là đi bình săn con rồi đúng không? Đó. F lên FI lại rồi, bình săn con chạy dở quá. Lên FI lại. Tại anh xuống mình săn con thử á, chạy cỡ nào sau. Con có như là đồ con ngon. À dạ cũng vậy rồi. Nó sặc sụ hoài rồi, khó chịu lắm. Đi FI nó ổn định hơn nhiều. Với lại FI á mình chỉnh được nó mở giới hạn được. Ờ. À. Đó, nghe lời khuyên đừng có ai xuống. Người ta đi lên chứ không ai đi xuống nữa đâu ha. Thời buổi này á người ta độ công nghệ cao rồi. Cái bình xăng con á, bây giờ mình chỉnh con vít gió cỡ cách nào đi nữa thì nó phun á lúc nhiều ít, lúc nhiều ít, nó không có đều. Bởi vì cái lực máy của nó không có tròn. Còn á FI á là nó phun ra cái lượng xăng rất là đúng. Coi như là ở vòng tua đó là nó phun xăng đúng bao nhiêu đó. Nó không có đúng lúc rồi. Nhiều, lúc ít, lúc nhiều, lúc ít. Nó sẽ lúc đều. Tí á là nó hút bằng cái lực máy mà. Thì cái lực máy nó xuống là nó hút ra, nó hút ra, nó hút ra. Mà nó hút quá lúc nhiều ít, nhìn cái máy nó xuống. DFI nó ổn định cao hơn đúng không? Ổn định cao lắm. FI thì được cái nữa là mình chỉnh ở tất cả các dãy dòng tua luôn. Coi như ví dụ mình mà chạy chậm đi, mình chỉnh ở dòng tua đó nó phun xăng ít thôi. À. Còn mình chạy nhanh á, mình chạy nhanh á là mà phải có cái lượng xăng nhiều. Đó. Với lại chạy càng nhanh á phải đánh lửa sớm chút. Thầy con ECU nó chỉnh được cái chuyện đó luôn. Hôm bữa em thấy con Mini Eraser con đó như cũng ngon lắm luôn, mình nó tua chạy con Eraser luôn nè. À. Đây con đó 4.8 đúng không? Con đó phải mua cái phần mềm nữa chỉnh mới ngon. Phần mềm 300.000. Cái đó là tuôn tay luôn đúng không? Ừ. Nó có tuôn tự động luôn á. Như mấy người nào mà không biết chỉnh á, cho nó tuôn tự động luôn. Ghê. Nó tuôn tự động nè, không có học bằng mình tự canh. Mình canh theo cái ý của mình á, cái xe nó ngọt ở dòng nào. Anh gắn heo dầu vô sau xíu nữa cái bánh nó quay giống vậy nè. Phải quay được giống vậy mới được. Bánh nhẹ vậy mới quậy chứ. Công nhận cái dĩa của anh từ năm ngoái tới năm nay đi vẫn ngon lành luôn, không mòn răng luôn. Sultan luôn. Sultan. Dĩa đó tiêu dịch. Gần bữa mới thay cụm sên thôi, cụm sên kia mới đứt luôn. Dĩa Sultan đi khỏi chơi rồi, nó là dĩa zin của xe ô tô á. Ồ. Mà cái hiệu Sultan này nó tốt. Con LA250 rồi nè, dòng mấy con CB rồi nãy kia là xài Sultan luôn, nó xài gì. Dĩa này đi hơn 1 năm. Vẫn ngon lành cành đào. Mới bóc lên rồi, rớt ra luôn. Rồi thay cho em cái bố đi. Ừ, thay bố đi. Cái bố này xài không có được đâu. Thay bố xong rồi. Nó thấy nó xúc ra luôn nè. Ừ. Thay đi anh.
Má cái đợt đó làm cho con heo nó bó hoài luôn, không biết lý do tại sao xả dầu ra nó mới chịu nhả. Làm kỹ 690 đúng không? Rồi tổng thiệt hại vệ sinh 3 xị, 4 thắng 120, nhất 276, 790, 7 xị. Ok để em xin.